thì anh cũng đi báo công an rồi, mà bây giờ ấy, bọn lừa đảo thì nó trong tối mình ngoài sáng, rồi các cái máy chủ server của nó thì lại toàn đặt ở nước ngoài, cho nên là chưa tìm ra được. Anh nghĩ chắc chả có kết quả gì em ơi. Đồng hồ của anh vừa về là em gọi cho anh luôn đấy ạ. Đây để em mở thân xe. Em xem có làm trả góp giúp anh được không? Bên em thì không có cho trả góp, chỉ có quẹt thẻ tín dụng thôi. Nhưng mà hôm bữa hai anh chị vào cửa hàng em đặt con đồng hồ thì em nghe anh bảo là có hơn 400 triệu để tặng tặng đồng hồ vợ ấy, mà giờ sao rồi anh? Đấy, nhắc lại anh bây giờ còn đang điên đầu đấy em này. Hôm trước thì tài khoản còn hơn 400 triệu đấy. Thế rồi anh truyền cho vợ thì bây giờ là bị chúng nó lừa sạch rồi. Ôi trời, sao bị lừa vậy ạ? Anh cũng chẳng biết nữa, vợ anh nghe bạn bè nó tư vấn vào cái nhóm đầu tư tài chính quái quỷ gì ấy. Thế là cứ hôm nay nạp vào 10 triệu, ngày mai rút ra 16 triệu, rồi cứ lòng vòng nạp vào rút ra trong cái u mê. Xong là đến lúc nạp vào 400 triệu cái là nó khóa tài khoản của mình luôn. Xong nó lại còn yêu cầu là phải nạp thêm tiền. Vợ anh là còn đi định đi vay thêm để nạp vào đấy. May mà anh phát hiện ra là anh ngăn chặn, anh mắng cho một trận mới tỉnh ra anh ạ. Còn thời đại 2023 rồi mà chị nghĩ đơn giản quá. Ừ. Mấy cái việc này trên báo đài người ta cũng thông báo rồi, khuyến cáo nhiều lắm rồi, mà thật trên đời này làm gì có cái miếng bánh ngọt nào nó rơi xuống dưới hàng đâu anh. Đấy. Thôi, tiền bây giờ mất thì cũng mất rồi em ạ. Mà mấy hôm nay ấy, gia đình nội ngoại nhà anh vẫn cũng còn đang xuống vào chửi vợ anh, chửi lên chửi xuống. Vợ anh cũng sợ cứ giúp ở trong phòng chẳng chịu ăn chịu uống gì cả. Trời, giờ anh có mắng mỏ gì chị thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, với cả người lớn họ nghe cái số tiền lớn đó, nên là họ cũng suy nghĩ nhiều, cũng là điều dễ hiểu thôi. Tất cả cái chuyện này anh cũng bảo công an thì chưa biết đâu là có cơ hội. Đấy thì anh cũng đi báo công an rồi, mà bây giờ ấy, bọn lừa đảo thì nó trong tối mình ngoài sáng, rồi các cái máy chủ server của nó thì lại toàn đặt ở nước ngoài, cho nên là chưa tìm ra được. Anh nghĩ chắc chả có kết quả gì em ơi. Vâng. Thế giờ cái đồng hồ này anh tính sao? Anh có lấy được không anh? Thì đấy, anh đang hỏi em là có làm trả góp giúp anh được không? Chứ cứ thấy vợ buồn bã như thế này anh cũng xót ruột lắm. Anh đúng thật là như người ở hoàn cảnh của anh đó, người khác ở hoàn cảnh của anh đó, nếu mà gặp cái trường hợp này họ không có lấy đồng hồ tặng vợ nó đâu, mà giờ anh còn nghĩ cách để lấy cái đồng hồ này về tặng chị nhà, đúng thật anh quá tuyệt vời luôn đấy. Nói thật với em ấy, trước đây gia đình anh và bản thân anh cũng nghèo khó, chả có gì đâu. Đấy, thế phía nhà vợ còn xuống vào ngăn cản là cấm vợ anh đến với anh đấy. Rồi là vợ anh phải bỏ đi ra sinh sống với anh, nghèo khó bao nhiêu năm. Thế bây giờ đến lúc có điều kiện rồi thì không may lại bị lừa như thế. Anh nghĩ là lúc nghèo khó mình còn có nhau. Thế bây giờ không may vấp phải cái sai lầm như vậy thì thôi, ở đời ai cũng có lúc nọ lúc kia em ơi. Vâng, anh nói chuẩn, cũng thật ở đời một ai cũng mắc phải sai lầm hết, nhưng mà mình bao dung, mình tha thứ cho nhau được là thế có tuyệt vời luôn á. Anh nghĩ là đáng để em học tập noi gương theo.